OK xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Y Chim Google Club ha. Em là Huy Tâm thành viên của đội e Y Chim Cup Trịnh Phát từ năm 2018 đến nay ha. Thì đến với chủ video cơ hội đầu tư chưa có hàng ngày thì Huy Tâm sẽ thực hiện nhằm hỗ trợ quý anh chị nhà đầu tư các điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng cũng như là video sẽ được phát sóng vào khung giờ 7h70 phút từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh e Y Chim Cup Club. Rất mong quý anh chị quan tâm và đón xem ha. Và đến với chương trình video ngày hôm nay à, thì Huy Tâm sẽ chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư ba mã cổ phiếu mà có điểm chờ mua ha mua thì nhu người biết thì hôm nay cái chỉ số index nó đã có phiên giảm khá là mạnh Vì ngày 7 tháng 9 năm 2022 thì chỉ số đã giảm đến 34 điểm. Thì hiện tại cái mà cổ phiếu đang có nhịp điều chỉnh ha và mình canh mua được những cái vùng giá có những vùng hỗ trợ mạnh ha. Ví dụ như con BD này có thể mua quanh vùng giá 26 ha. Thì thị trường điều chỉnh về lại quanh vùng giá 26 thì có thể tham gia nha. tham gia và đặt stop loss của mình quanh vùng giá 25 và TP của mình sẽ là vùng 30 ha quý anh chị đầu tư nên tuân thủ cái uh, stop loss và TP và cân nhắc cái cái thanh khoản trong cái giai đoạn này ha khả năng thị trường nó sẽ còn có nhiều điều chỉnh về lại quanh vùng dễ 1220 tới 1230 ha đây là cơ hội để quý anh chị có thể tham gia được nha okay. thứ hai là uh, DPG ha. uh, DPG thì cũng đẹp báo cho quý anh chị nhiều tư lên cái room này ha lên cái room này vào phiên sáng nay ha. hiện tại à, nếu quý chị tham gia được cái giờ hiện tại đang có lợi nhuận nha mọi người lưu ý lúc hi, hi tâm là trong cái cái, cái khuyến nghị này à, có khuyến nghị này thì nó sẽ có những cái cái từ như vượt mua hoặc canh mua ha canh mua là, là chờ khi giá điều chỉnh ha còn vượt mua là khi giá break out ha nếu mà cái giá nó không vượt được cái vùng giá này thì mọi người không nên mua nha mọi người lưu ý ha canh mua khá vượt mua ha vượt thì nó phải vượt hẳn 16 6 này 16.2 thì mới nên tham gia còn không vượt thì không nên tham gia ha ta thấy cũng bcm bcm thì hôm nay là không có vượt được nên là mọi người khi nhận khi nhận được cái tín hiệu tham khảo thì phải hết sức lưu ý nha không vượt được thì không nên mua ha khi nào vượt được phải tích lũy được trên vùng giá này thì mới nên cân nhắc lại nha mọi người lỗi ý nha. Điều tiêu điều chỉnh nha thứ hai là dpg thì đã báo mọi người mua quanh vùng giá 48 cho tới 48.5 rồi. Hiện tại để điểm mua thứ hai hay lệnh hai thì mọi người có thể canh mua quanh vùng giá 50 ha. Mọi người thấy hôm nay nổ vô khá là lớn này, hai kiếm tăng khá là mạnh và hôm nay một cây nến rất là đẹp. mọi người có thể cân tham gia à, quanh vùng giá 50, tốc lõi là 44.8 và TB là 55 ha, TB2 là 60 ha. Rồi chúc quý chị tôi giao dịch thành công ha. Và mã thứ ba trong bộ chủ video ngày hôm nay là mã nhóm ngành hóa chất. Mã nhóm ngành hóa chất là con DCM này, DCM này nó bón dầu khí cà mau thì cái này có thể canh quanh vùng giá 34 cho tới 35 nha canh vùng giá 34 35 à, stop loss của mình sẽ là 33.5 tp 1 là 42 về TB2 là uh, 45 ha cái nhà lưu ý dòng hóa chất đang có dòng tiền tham gia là khá mạnh theo đồ thị RRG ha cái nhà có thể lưu ý ha có thể cân nhắc con mã này được uh, chúc quý anh chị tư gia tịch công ha và trong thị trường điều chỉnh như thế này thì mọi người có thể chia nhỏ cái tài khoản ra và có, có, có con nhắc cái tỷ trọng mình tham gia ha cũng như hy tâm uh, có có báo cho mọi người tiền dịp này nên nắm giữ tiền mặt ha nắm giữ tiền mặt 30 năm phần trăm tiền mặt và khi có nhiều điều chỉnh xảy ra là có thể mở vị thế mua mới thì hiện tại những điều chỉnh như thế này thì cả nhà có thể mạnh dạng sử dụng cái cái nguồn vốn này để có thể tham gia cũng như là cơ cấu Là cái danh mục của mình nha và chấp nhận những mà yếu phải chấp nhận cắt ha nhưng mà yếu cho uh, thủng những vùng hỗ trợ và vi uh, phạm cái luật thì phải chấp nhận cắt để uh, lọc lại cái danh mục ha đấy mọi người có thể lưu ý nha chúc quý anh chị nhà tư giao dịch thành công quý anh chị nhà đầu tư cần hỗ trợ à, tư vấn đầu tư thì có thể inbox huy tâm hay qua số điện thoại cũng như zalo trên màn hình Và có thể tham gia vào room huy tâm à, itbc đầu tư này là room mở với room miễn phí các nhà có thể tham gia vào đây để nhận tín hiệu ha rồi tham gia vào cái room zalo ở phần à, phần phần khung chat ha hoặc cũng như phần comment để mà à, room cộng đồng để cùng nhau chia sẻ các kiến thức đầu tư cũng như là hỗ trợ quý anh chị nhà tư các mạng cổ phiếu trong quá trình đầu tư ha rồi À, quý chị tư tham gia các mặt cổ phiếu có lợi nhuận thì có thể mời Hi Tâm đi cà phê ha. Chúc quý chị nhiều tư giao dịch thành công ha. Chúc quý chị về buổi sáng nhiều năng lượng và giao dịch thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị nhà tư ha.